Wish Trainer, mình là Lan Anh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Wish Train TV Việt Nam. Video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nói về một cái vấn đề mà ai cũng thắc mắc, đó chính là lỗ chân lông. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thu nhỏ lỗ chân lông? Đó là câu hỏi Lan nhận được rất là nhiều, mà Lan Anh tin là các host trên Wish Train TV cũng nhận được rất là nhiều như Lan Anh. Mà các bạn phải biết đó, lỗ chân lông là nó phải thiên về bẩm sinh rồi. Thì cái điều mà mình có thể thu nhỏ lỗ chân lông thì đó chính là nó chỉ thu về được cái lỗ chân lông khi mà mình mới bắt đầu sinh ra thôi. Tức là thí dụ như bẩm sinh lỗ chân lông của mình đã to hơn Lan Anh một chút xíu thì không thể nào mà thu nó lại bằng Lan Anh được. Đó, đó chính là cái mấu chốt ở đây đó mọi người. Cái chuyện thu nhỏ lỗ chân lông nó hơi khó đó, nhưng mà cái chuyện làm cho cái lỗ chân lông của mình bự ra thì rất là dễ, và nó bí tắc lỗ chân lông cũng rất là dễ dàng luôn. Cho nên là mình cần phải làm cho cái lỗ chân lông của mình lúc nào cũng phải sạch, cũng phải thông thoáng để nó giữ được cái kích thước nhỏ nhất có thể. Nếu mà bị bí tắc lỗ chân lông thì đương nhiên là có rất là nhiều cái hậu quả khôn lường mà mình có thể nhìn thấy được ngay trước mắt, đó chính là mụn nè, mụn trứng cá, mụn đầu đen ngay cái vùng này nè. Thứ hai là cái bề mặt của da nó sần sần mụn ẩn đó, nhắc tới thôi là thấy đau lòng rồi đúng không? Cho nên là hôm nay Lan và mọi người sẽ cùng nhau đi qua những cái routine buổi sáng, buổi tối và những cái tips mà làm sao cho cái lỗ chân lông của mình lúc nào cũng nhỏ gọn hết. Và cái video lần này Lan sẽ làm đặc biệt hơn, đó chính là mình sẽ cùng đi với Lan Anh từ một ngày dài, từ morning routine cho đến là night skincare routine, để coi là Lan Anh skincare buổi sáng, buổi tối như thế nào để luôn giữ cho da của mình không có bị bí tắc lỗ chân lông. Nhưng mà đầu tiên á, thì mình cần phải lưu ý những cái điều sau đây để có thể xây dựng được một cái routine hoàn chỉnh. Thứ nhất là cái sợi bã nhờn, nó sẽ kết hợp với bụi và dầu thừa ở trên mặt của mình, nó sẽ làm cho đọng lại ở trong cái lỗ chân lông. Thứ hai là mất cân bằng cái lượng dầu và cái độ ngậm nước ở trên da, thì khi mà thiếu nước á, thì da của mình, cái bề mặt của mình bị thiếu nước á, thì cái lượng dầu mà ở trong da của mình nó sẽ đẩy lên để làm ẩm cái bề mặt da, thì đó cũng là một cái nguyên nhân thứ hai làm cho lỗ chân lông của mình bị to ra, đó chính là đổ dầu quá nhiều. Thứ ba á, cái này thì nó hay gặp ở những người mà đã lão hóa rồi, đó chính là cái độ đàn hồi của da nó bị kém á, thì cái lỗ chân lông to rồi nó không có thu lại được. Đó là ba cái nguyên nhân chính mà gây ra lỗ chân lông to, cho nên là mình sẽ cùng khắc phục từng cái cùng với Lan Anh thôi. Bây giờ mình sẽ cùng đi đến morning skincare với Lan Anh. Hello, Lan Anh đây. Bây giờ mình sẽ cùng đến với morning skincare cùng với Lan Anh nha. Wow, đang ngủ dậy, bây giờ Lan đã rửa mặt bằng nước sạch rồi, mắt Lan Anh bị đỏ không biết tại sao nữa. Nhưng mà nếu mà mọi người mà có làn da dầu hơn Lan Anh á, thì mọi người có thể sử dụng sữa rửa mặt để rửa mặt vào buổi sáng một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, hoặc tầm 30 giây đến 45 giây thôi. Đừng massage kỹ quá, mà massage tập trung vào vùng nào mà mình dễ đổ dầu, như là vùng chữ T này, hay là hai bên cánh má này, hay bị to lỗ chân lông á, thì mình sử dụng sữa rửa mặt. Thì cái sữa rửa mặt này nó có chứa những cái thành phần tẩy da chất hóa học nhẹ nhàng, cho nên là nó không có làm cho da mình bị kích ứng vào buổi sáng, không làm cho da mình bị quá khô. Đó là một buổi sáng khá là nhẹ nhàng, làm sạch ok đúng không? Còn Lan Anh thì không có rửa mặt bằng sữa rửa mặt, mà Lan Anh sẽ lau qua một lớp toner. Thì các toner này, các toner Lan Anh đang rất là yêu thích dạo gần đây là Daily Skin Substance Water. Thì nếu mà các bạn nào mà kỹ á, thì các bạn có thể dùng sữa rửa mặt xong rồi các bạn dùng toner luôn cũng được. Tại vì toner là nó sẽ cấp ẩm và cân bằng lại cái độ pH của lớp acid mental thôi, thì nó sẽ làm da của mình đủ ẩm và nó cân bằng lại được á, nó sẽ hấp thu những cái dưỡng chất tiếp theo một cách hiệu quả hơn. La là một con người không bao giờ sống thiếu toner được hết. Cái toner này thì nó cũng có tẩy da chết nhẹ, nó là chiết xuất từ mía và nó có chiết xuất từ nước dưa leo nữa, cho nên nó dưỡng ẩm rất là tốt. Chính là lý do Lan Anh thích cái em này vào buổi sáng và buổi tối luôn á, cảm giác rất là fresh nữa và nó không có mùi. Tiếp theo thì Lan Anh sẽ dùng essence mới dạo gần đây mà Lan Anh mới bắt đầu dùng thử thôi, là Quad Active Boosting Essence của By Wish Train. Em này thì nó có chứa keo ong, mật ong và trà đen, là những cái thành phần rất là tốt cho cái việc làm dịu da nè, cấp ẩm và chống oxy hóa cho da. Yeah.
các bạn có thể thấy là nó không có bị ẩm quá trên da, thấm rất là nhanh, rất là thích cái cảm giác của mình, da rất thích, mà nó còn là thủy tinh nữa, nó nặng trịch và nó trịnh rất là sang trọng. Tiếp theo là sẽ tới kem dưỡng, thì Lan sẽ chọn kem dưỡng cho ngày hôm nay. Hôm nay hơi nắng và bây giờ thì mới 6 giờ sáng thôi, chưa có nắng lên, nhưng mà đã thấy phía đằng kia rất là nắng rồi. Đây là Biostrain Vitamin 75 Maximizing Cream, thì cái này là nó có chứa 75% tinh chất vitamin tree, nó sẽ giúp da của mình cấp nước, cấp ẩm một cách tốt hơn, và nó sẽ làm cho da của mình có một cái độ sáng nhất định, sẽ giúp làm sáng da nữa. Phải là anh hay xoa kem dưỡng cho nó ấm nóng lên và lên nha. Đây hay bị đỏ chỗ này nè. Cái kem dưỡng thì thấm rất là nhanh nha, nó giữ cái độ ẩm rất là tốt. Thường thì lát nữa các bạn sẽ thấy được cái Night Skin Care Routine của Lan Anh, nhưng mà là cái Night Skin Routine của Lan Anh dùng bao nhiêu đó món, nhưng mà nó chỉ khô, nó thấm hết vào da sau 30 phút luôn á, rất là nhiều lớp, nó thấm hết luôn, và buổi sáng dậy ở da cũng không bị khô nữa, đã lắm. Cái kem dưỡng này nó còn có vitamin E nữa, là một cái chất chống oxy hóa và cái chất chống già rất là tốt. Cái bí quyết mà để cho lỗ chân lông thông thoáng vào buổi sáng đó chính là mình hãy apply từng lớp mỏng, chọn những sản phẩm mỏng nhẹ phù hợp với loại da của mình, và quan trọng nhất là cái độ thấm của nó ở trên da nó phải thấm nhanh và nó không có để lại trên da của mình cái độ dính dáp, và nó không có làm da của mình bị quá ẩm thì nó sẽ gây bí tắc lỗ chân lông. Tại vì buổi sáng là có thể mình sẽ còn kem chống nắng nè, rồi make up nè, nói chung là những cái đó nó sẽ ăn vào da, nó sẽ bám vào lỗ chân lông rất là chặt đó. Thì nếu mà cái lớp skin care mình mỏng nhưng mà nó đủ, nó có hiệu quả thì nó sẽ làm cho da của mình có lớp nền nó đẹp hơn nè, và không có bị bí tắc lỗ chân lông nữa. Đó là cái lớp skin care buổi sáng của Lan Anh. Thì bây giờ Lan Anh sẽ sử dụng kem chống nắng nữa là xong. Kem chống nắng này thì hôm nay Lan Anh sẽ sử dụng Soft Airy UV Essence. Đây cũng là một kem chống nắng, có một cái lớp rất là mỏng nhẹ và có ẩm rất là ok. Như là tập trước cái tập mà Lan Anh đã chia sẻ ở trong make up cho da không có bị trôi cái lớp nền đó, thì cái em này đó là nếu mà bạn nào dùng cái sản phẩm nền có kiềm dầu hoặc là chất nó đặc một chút thì các bạn nên dùng em này để trung hòa lại cái tính chất của hai bên, để cho cái lớp kem nền đó nó lướt ra trên da một cách đẹp hơn. Và vì hôm nay là thứ tư cho nên là Lan Anh chiều hôm nay nè, Lan Anh sẽ làm một cái treatment nhẹ nhẹ một chút cho da của mình, để tẩy đi được cái da chết ở trên bề mặt và để cho da của mình nó thông thoáng hơn. Đó chính là Lan Anh sẽ tẩy da chết. Đây là một cái combo mà Lan Anh hay dùng để tẩy da chết cho mình. Nó vừa nhanh vừa tiện mà nó có hiệu quả ở trên da Lan Anh rất là tốt nữa. Dầu tẩy trang kết hợp với lại tẩy da chết đường đen. Đây là một cái loại tẩy da chết mà Lan Anh rất là thích. Các bạn có thấy là Lan Anh xài rất là nhiều rồi nè. Thì cái này đó là Lan Anh sẽ mix và Lan Anh sẽ xoa đều và Lan Anh massage lên mặt, và những cái vùng nào mà hay động da chết nhất như là vùng trán, vùng mũi, vùng cằm, cái vùng này là hay có sợ mã nhờn á, thì Lan Anh sẽ tẩy kỹ chỗ đó. Còn Lan Anh sẽ tẩy sơ hai bên má thôi, và vùng cổ nữa, là các bạn sẽ cảm nhận được một làn da rất là sạch sau cái combo này. Lan Anh sẽ mix một muỗng của các em đường đen và hai pump của dầu tẩy trang. Các bạn vẫn có thể sử dụng nhiều cái sản phẩm tẩy da chết đường đen nhiều hơn tùy vào loại da của mọi người, nhưng mà nếu bạn nào da khô và nhạy cảm như Lan thì một scoop là đủ rồi. Cái này thì dầu tẩy trang nó sẽ giúp hòa tan những cái bụi và bật cặn make up còn dính lại trong lỗ chân lông, kết hợp với đường đen nó sẽ giúp cho chống oxy hóa và tẩy da chết vật lý một cách nhẹ dịu nhất. Cái combo này thì rất là phù hợp với những bạn nào mà có làn da nhạy cảm hoặc da khô như Lan Anh. Nhưng mà nếu các bạn có làn da mụn hay là sưng viêm đỏ, mụn kiểu mụn bọc mà cần phải đi bác sĩ đó, thì mình không nên kết hợp, mình không nên sử dụng combo này nha. Nếu mà mọi người bị mụn nặng thì mọi người không tác động vật lý lên da của mình. Đó là những gì mà Lan Anh muốn nói trong buổi sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở My Skin Care Routine nha. Hello, bây giờ Lan Anh đã làm việc xong rồi, tầm đây là 4-5 giờ chiều. Thì Lan Anh sẽ đi tẩy trang sớm nhất có thể, chứ mà Lan Anh không có để cái gương mặt nhiều cái kem, lớp kem ở trên mặt như vậy. Càng lâu thì cái lỗ chân lông nó càng bị bí tắc hơn á. Cho nên là khi mà xong việc rồi thì Lan Anh sẽ tẩy trang ngay lập tức, và mọi người sẽ cùng đi tẩy trang cùng với Lan Anh nha. Đây là tủ đồ skin care của mình á, có rất là nhiều đồ của Biostrain mà Lan Anh rất là yêu thích. Ngày hôm nay thì tẩy trang thì mình sẽ có dùng Declares và mình phải double cleansing cùng với lại Biostrain. Đây là hai sản phẩm mà Lan rất là yêu thích, mà mình sẽ cùng đi tẩy trang với nhau thôi. Đầu tiên thì mình sẽ dùng dầu tẩy trang. Thì dầu tẩy trang của Declares là có Gentle Black Deep Cleansing Oil. Thì cái này á là gồm có nè, một dầu tẩy trang thì mình phải nhuộm hóa và nó sẽ làm tan đi cái lớp makeup
ở trên da của mình nó sẽ làm cái lớp makeup mình tan đi cùng với những cái lớp dầu thừa và bụi bẩn đọng ở lỗ chân lông. Chất của nó khá là lỏng. Thường á là Lam Anh sẽ massage thế này, tập trung ở vùng mũi nè. Các bạn chỉ cần nhúng hết khi nào mà da mình sạch hết tất cả những cái độ dính, độ nhớt của dầu tẩy trang là ok. Sau đó thì Lam Anh sẽ dùng gel rửa mặt của Bawi Strand Acid Duo 2%. Thì cái này là gồm có phần trăm BHA rất là dịu nhẹ, có độ pH thấp để cho da của chúng mình được làm sạch nhất có thể cái độ. Thì cái gel này là chia đặc như thế này, mình cũng tạo một chút xíu bọt nha. Luôn tạo bọt khi dùng sữa rửa mặt. Tới rồi thì bình thường Lan Anh sẽ tẩy trang xong, sau đó thì Lan Anh sẽ lau một lớp toner như thế này rồi đến tối mới đi skincare routine lại. Thì bây giờ Lan gần đi ngủ rồi, Lan sẽ bắt đầu skincare routine tiếp với mọi người. Lan Anh sẽ lau lại một lần nữa với lại Daily Skin Softening Water để làm sạch đi cái những cái bụi bẩn mà và từ hồi chiều còn dính á. Cái này thì nó có chứa là chiết xuất từ dưa leo, nó sẽ dưỡng ẩm, nó cũng sẽ làm sạch và nó sẽ chống oxy hóa, làm mềm da, dưỡng ẩm cho da rất là tốt. Nó sẽ giúp cho da Lan Anh được dưỡng ẩm và nó có tẩy da chết nhẹ nhàng, trong đó mình nó có chiết xuất từ mía. Đây từ hồi chiều tới giờ thì da Lan Anh nó chỉ có dơ một chút xíu như vậy thôi. Tiếp theo thì Lan Anh sẽ sử dụng essence. Cái này Lan mới sử dụng khô, thì dạo gần đây Lan Anh trang điểm khá là nhiều cho nên Lan Anh cần phải có một cái loại essence chiết xuất từ keo ong. Thì buổi tối đó, quan trọng nhất là da mình phải sạch. Thì hồi chiều Lan Anh đã có sử dụng dầu tẩy trang, sau đó thì Lan Anh sử dụng double cleansing với lại sữa rửa mặt, sau đó thì Lan Anh lại tiếp tục lau mặt cho nó sạch lại với toner. Thì đó là làm sạch nhất luôn rồi, cái bông tẩy trang của Lan không vàng không đen luôn rồi. Lan Anh sạch nhất, ẩm nhất và độ pH trở về cái trạng thái chuẩn nhất của da để tiếp tục những cái bước tiếp theo, thì nó sẽ thấm sâu hơn, có hiệu quả hơn và nó sẽ không có gây bít tắc lỗ chân lông gây mụn cho mình. Cái này thì Lan Anh mới sử dụng thôi, Lan Anh chưa có cảm nhận được gì nhiều hết, nhưng mà cái cảm nhận đầu tiên khi mà cầm cái chai này đó, nó rất là đã luôn á. Nó là thủy tinh và nó rất là xịn sò. Đây là chiết xuất từ keo ong á, thì keo ong thì nó sẽ giúp làm phục hồi da nè, dưỡng ẩm cho da và nó thấm rất là nhanh nha. Lan thường á buổi tối là chỉ dùng 3-4 giọt essence thôi, tại vì Lan sẽ layer thêm một lớp serum rồi tới kem dưỡng nữa, cho nên là càng mỏng. Less is more đó mọi người. Nha, first impression rất là tốt. Cái này thì nó sẽ giúp cho pH của mình nó cân bằng lại, nó còn có chiết xuất từ mật ong với lại trà nữa. Nó có 1% chiết xuất từ keo ong. Tiếp theo thì vẫn là một chai serum nguyên thuộc với mọi người, đó chính là Rich Moist Soothing Serum. Bạn cũng biết là da Lan là da khô á, da khô thì cũng bị bít tắc ở trong lông cho mọi người. Chỗ này Lan Anh chỗ này nó hơi sắc tóc tại vì Lan trang điểm quá nhiều á, cho nên là cần phải làm sạch kỹ và dưỡng ẩm kỹ. Đó, nó rất là nhiều vấn đề á. Và chưa kể là thời tiết giao mùa nữa, nó làm cho da mình rất là nhạy cảm, cho nên là có một cái serum chuyên về cấp nước dưỡng ẩm như vậy đó, nó sẽ làm cho da của mình phục hồi lại tốt hơn. Cái hàng rào bảo vệ da của mình đó, nó đủ ẩm, nó sẽ làm việc hiệu quả hơn. Sau một cái ngày dài mệt mỏi thì mình xài miếng huyệt nè. Cái này chỉ cần 2 pump thôi là đủ cho mặt và cổ rồi đó mọi người. Các bạn có thấy là cái mổ bóng trên da của Lan Anh. Cái serum này nó sẽ hơi dính một chút, cho nên là tại nó cấp ẩm đủ, cho nên là mình sẽ đợi tầm 1-2 phút để cho nó thấm rồi mình bắt đầu tới kem dưỡng. Thì kem dưỡng Lan sẽ dùng giống hồi sáng là Bawi Strand Vitamin 75 Maximizing Cream. Thì cái này là nó sẽ có chứa vitamin 3, nó thay thế cái phần nước của cái gốc sản phẩm, cho nên là không những là nó sẽ cấp ẩm nè, cấp nước nè, mà nó còn có thể làm cho da của mình dịu hơn và nó sẽ làm cho da của mình đều màu hơn và dịu hơn. Cái này thì nó có một cái mùi khá là thơm. Cái này thì nó phù hợp với lại mọi loại da luôn. Nếu mà các bạn da dầu quá thì các bạn có thể bỏ vào bước serum. Còn nếu mà các bạn da khô giống Lan Anh thì mình vừa essence vừa serum luôn, và sau đó thì đè thêm bước kem dưỡng nữa. Tại vì buổi tối á là mình sẽ hay ngủ máy lạnh, nó sẽ mất nước rất là nhiều. Kem care hiệu quả nhất là trước 10 giờ đêm nha. Xong rồi bây giờ thì đi ngủ thôi.
Và video này là hết rồi. Hy vọng là mọi người đã có được nhiều cái tips hay đến từ video này để chăm sóc lỗ chân lông của mình một cách tốt hơn. Nếu mà mọi người có câu hỏi nào thì đừng ngần ngại mà comment cho Lan Anh biết, cũng như là các host trên MyWithStream biết để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất cho mọi người nha. Đừng quên nhấn like video này và subscribe YouTube channel của WithStream TV Việt Nam, và chúng mình sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.